Hàng nghìn điểm không môn lịch sử trong các kỳ thi quốc gia, nhiều hội đồng thi tốt nghiệp phổ thông chỉ có một thí sinh chọn lịch sử, hay việc học sinh nhầm lẫn Quang Trung, Nguyễn Huệ là hai anh em là những cảnh báo nghiêm trọng về việc học lịch sử hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng nên bàn đến câu chuyện lâu dài là dạy và học môn lịch sử như thế nào cho hiệu quả, hơn là tranh luận có nên tích hợp hay là không tích hợp môn lịch sử với các môn học khác. Đây là năm đầu tiên cô Yến chuyển về trường Hùng Vương để dạy môn lịch sử. Và cũng là năm đầu tiên trong 10 năm qua, trường trung học cơ sở này có giáo viên chuyên trách sử. Một mình đảm nhiệm hai khối 8 và 9, áp lực, căng thẳng và luôn cháy giáo án là tình trạng mà cô thường gặp phải. Giờ dạy ở cái lớp trên, những cái lớp dưới thì lại giáo viên không được chuyên dạy. Thế cho nên là khi mà tôi có những vấn đề mà liên quan đến những cái kiến thức của lớp 6, lớp 7 thì các cháu nó dường như là nó quên. Giáo viên kiêm nhiệm cùng lúc nhiều môn là tình trạng phổ biến tại nhiều địa phương. Việc này không chỉ gây áp lực cho giáo viên mà hiệu quả giảng dạy cũng không cao, khó tạo ra hứng thú với học sinh. Đấy, chúng tôi là những đa số giáo viên dạy sử là giáo viên văn. Và rất nhiều năm nay thì các trường sư phạm đều dạy không dạy hai ban, bản thân thầy cũng không tự tin, cũng không có phương pháp để mà khơi gợi hứng thú của học sinh thì làm sao truyền lửa cho học sinh được. Bên cạnh đó, những kiến thức lịch sử mà đa số những em học sinh này có được chủ yếu qua cách này. Cô giảng, trò ghi. Việc học sử qua các kênh thông tin khác còn rất hạn chế. Bởi vì lịch sử thì sao lại lồng ghép những kiến thức sống thì em thấy rất là hạnh. Để viết là nhiều báo, sách về môn học lịch sử để tuyên truyền cho các bạn ạ. Việc học sử không đi cùng với lựa chọn nghề nghiệp, bộ môn sử vẫn bị xem như là các môn học phụ. Kiến thức lịch sử trong sách giáo khoa còn nặng nề, dàn trải, thiếu phương pháp trực quan trong giảng dạy cũng là những thách thức không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng môn lịch sử. Coi lịch sử như là một môn phụ, bởi vì một tuần nó chỉ có một tiết thôi. Trong khi đó toán 6 tiết, đối xử không công bằng. Và cái người học môn sử này không nhìn thấy tương lai thì người ta học làm gì? Người học làm gì? Phải không ạ? Cho nên là cái đó đấy, tôi cho rằng cái quan trọng nhất đấy, bây giờ đấy là phải đặt lại cái vị trí của môn sử, đặt đúng cái vị trí của nó ở trong cái nền giáo dục của đất nước này. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến cho dự thảo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng nâng cao chất lượng môn học. Giải pháp căn cơ là đổi mới chương trình sách giáo khoa sao cho phù hợp với từng cấp học, đảm bảo nội dung không nhàm chán, nặng nề, đồng thời đặt môn sử là môn học bắt buộc trong nhà trường. Vâng ạ, thưa giáo sư ạ, với cá nhân những người, những học sinh như chúng em thì cái việc học môn lịch sử có thể nói rằng là một cái sự nhiều đối với nhiều người là nỗi ám ảnh, bởi vì là những sự kiện dài cả trang sách là điều rất là khó để tiếp nhận thông tin mà lại sinh sau đẻ muộn, nên đó là những cái điều mà rất là nhiều các bạn học sinh hiện nay không yêu mến môn lịch sử. Vậy thì nhìn lại cái tiến trình mà các thầy các cô giảng dạy môn lịch sử trong suốt thời gian vừa qua thì giáo sư có suy nghĩ gì? Vâng, tôi cho là cái hiện tượng mà nhiều học sinh không thích học môn sử là hiện tượng có thật. Nhưng mà để phân tích cái hiện tượng này thì chúng ta cũng phải nhìn rộng ra. Tôi thấy là trước hết ấy, cái nguyên nhân đầu tiên ấy, là hiện nay thì cái cấp trung học phổ thông là cái cấp định hướng nghề nghiệp. Học sinh bước chân vào lớp 10 là các em đã có thể xác định cho mình là trong tương lai chọn cái ngành gì rồi. Và phần lớn học sinh bây giờ là họ chọn theo cái định hướng khoa học tự nhiên, bởi vì là cái lượng tuyển sinh, cái diện tuyển sinh khoa học tự nhiên của các trường đại học và cao đẳng thì nó rộng hơn nhiều so với cái diện tuyển cái khối ngành khoa học xã hội. Đấy là một cái điều mà chúng ta cũng phải thấy. Và một khi mà những cái môn này nó không thực sự là phục vụ cho cái kỳ thi ấy thì học sinh của chúng ta ít chọn. Tôi cũng xin nói ngay là thậm chí có cả cái hiện tượng là cũng là những môn đi thi, những cái phần nào không thi là không phải chỉ học sinh không chọn đâu mà thầy không dạy luôn. Đúng không? Tôi lấy ví dụ như môn ngữ văn thì là học sinh phải thi, nhưng mà cái phần tiếng Việt chẳng hạn, đấy là cái phần mà không bao giờ thi cả, thì học sinh cũng tự nhiên bỏ luôn và thầy cũng bỏ luôn từ lớp 10, không có dạy đâu. Mình có viết sách gì chăng nữa các thầy cũng không có dạy cái phần đó. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là quả thật
là cái chương trình lịch sử của chúng ta, cái sách giáo khoa lịch sử của chúng ta và cái cách dạy lịch sử của chúng ta là nó có vấn đề. Cụ thể là người ta hay kêu ca là chúng ta dạy một chiều quá, khô khan quá và bắt học sinh nhớ các cái số liệu, các cái diễn biến cụ thể nhiều quá. Thì tôi cho đây là những cái điều mà phải rút kinh nghiệm. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là như thế này, viết về các giai đoạn lịch sử thì không thể nào không có số liệu, không thể nào không có diễn biến. Nhưng cái quan trọng là cái người ra đề thi đừng có nhè vào số liệu, nhè vào các diễn biến ấy mà hỏi học sinh. Mà cái điều quan trọng nhất là giúp cho học sinh có một cái nhìn khái quát về các giai đoạn lịch sử, giúp cho học sinh rút ra được những cái bài học trong lịch sử. Thì đấy mới là cái điều quan trọng. Còn về cái việc mà khắc phục cái hiện tượng là viết sách sử khô khan một chiều thì thiên về lịch sử chiến tranh, thì tôi cho là mình trách cái người viết sách một phần thôi, mà cái chính là đây là trách nhiệm của giới sử học. Nếu như mà chúng ta nghiên cứu chúng ta không một chiều, nếu như mà chúng ta có nhiều thành tựu nghiên cứu về văn minh vật chất, văn minh tinh thần của người Việt, về lịch sử kinh tế, lịch sử văn hóa của người Việt, thì chắc chắn những điều đó sẽ được phản ánh ở trong sách giáo khoa lịch sử. Liệu rằng là trong cái bộ môn công dân với tổ quốc tới đây thì theo giáo sư, trong sách giáo khoa chúng ta cũng phải trình bày một cách khoa học và đơn giản cũng như là hiện đại hơn một chút để các em dễ dàng tiếp cận thông tin hơn không ạ? Vâng, chắc chắn là như thế rồi, tức là phải có cái sự chia sẻ trải nghiệm của học sinh đã, sau đó các em mới vào bài mới, và từ cái bài mới ấy thì các em lại đi ứng dụng, đi thực hành như thế nào. Tức là cái con đường dạy của mình nó phải bắt đầu từ thực tế, rồi này lại trở về với thực tế. Thế còn để khắc phục khó khăn của những cái vùng mà đồng bào hay đời sống còn khó, thì tôi nghĩ rằng là chuyện này cũng có thể làm được. Tức là Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể sản xuất ra những cái đĩa, những cái băng hình để chiếu ở cái trường lớp ấy cho các em học sinh xem. Và học sinh cũng có thể là mời các cái nhân vật lịch sử, những người đã chứng kiến các giai đoạn lịch sử mà vùng núi là cái vùng cách mạng của ta, những nhân vật như thế nhiều lắm, các vị đến để kể cho các em nghe những cái câu chuyện sống động về lịch sử. Tôi nghĩ như thế nó rất và là tốt. Mấu chốt của vấn đề là chúng ta thay đổi cái phương pháp dạy và học của chúng ta, và có sự phối hợp của các cái ban ngành khác, thì cái việc mà chúng ta giảng dạy môn lịch sử thì sẽ đi vào thực chất chứ không phải là hời hợt bề ngoài như là chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua, đúng không ạ?